10 phát minh mới cho chiếc xe đạp 2019. Đây là lý do ta từ bỏ xe máy. Chào các bạn, xe đạp khá gần gũi và được biết đến là một phương tiện di chuyển khá phổ biến trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cùng với sự phát triển của khoa học thì chiếc xe đạp ngày càng được cải tiến với nhiều tính năng vượt trội và tiện lợi hơn cho người sử dụng như dễ lắp ráp, có thể xếp gọn, tích hợp với điện thoại thông minh hay có khả năng chống trộm, v.v. Nghe rất hấp dẫn đúng không nào? Nếu các bạn đang thắc mắc liệu những điều mà Thế Giới hôm nay vừa nói có thật không? Vậy thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu video về 10 phát minh mới cho chiếc xe đạp năm 2019. Đây là lý do ta từ bỏ xe máy. Hãy cùng xem thôi nào! Mười phát minh mới cho chiếc xe đạp 2019. Đây là lý do ta từ bỏ xe máy. 10. Smart Scooter S1, xe đạp điện thông minh. Quên đi những chiếc xe đạp hay ván trượt truyền thống, tương lai của ngành công nghiệp xanh là Smart Scooter S1, chiếc xe đạp điện gọn nhẹ, có thể dễ dàng gấp lại và bỏ vào trong ba lô chỉ trong 5 bước đơn giản. Thật khó tin đúng không nào? Thiết kế của Smart Scooter S1 có thể lưu thông trên đường mà không lo vi phạm luật đường bộ. Xe được trang bị với động cơ 240W, có thể dễ dàng di chuyển với tốc độ nhanh mà bạn không cần phải đạp. Và với một lần sạc, xe có thể di chuyển được 20 km. Bộ khung của S1 chỉ nặng khoảng 6,8 kg. Vì được gia cố bằng sợi thủy tinh nên nó có thể chịu sức nặng lên đến 100 kg. Với tốc độ đạt 19 km/h, S1 cũng có thể tự động bộ với smartphone của bạn thông qua một ứng dụng mở khóa eBay, giúp nó tránh khỏi việc bị đánh cắp. 9. Movingline Mobility Scooter, xe điện xếp gọn. Bạn nghĩ người phụ nữ này đang kéo cái gì? Đừng trả lời là chiếc vali nhé. Bạn sẽ ngã ngửa khi biết đây thực chất là một chiếc xe điện có thể gấp gọn như một chiếc vali. Có lẽ nhiều bạn sẽ từ bỏ chiếc xe máy của mình khi biết về chiếc xe này. Trong khi bộ phận gấp gọn chia làm hai phần để bạn vận chuyển dễ dàng hơn, còn khi kết hợp với nhau để tạo thành một chiếc xe có kích thước đầy đủ, mạnh mẽ với sự cân bằng và sử dụng không gian tốt nhất. Vẻ đẹp của xe nằm ở chi tiết với các tính năng tiêu chuẩn như cổng sạc USB tích hợp, bộ lưu trữ trên bon và chiều cao ghế có thể điều chỉnh. Với chiếc xe này, bạn có thể dễ dàng gặp lại và đổ ở bất kỳ nơi đâu mà không chiếm quá nhiều diện tích ở những nơi công cộng. 8. Revolve Wheel, bán xe không xăm. Bạn nghĩ sao nếu như mọi thành phần của chiếc xe có thể tháo rời và đút gọn trong túi đựng? Đó là lý do ra đời một loại bánh xe vô cùng đặc biệt, có thể thu gọn lại với cơ chế tương tự như những chiếc ô che mưa nắng, có tên là Revolve Wheel hay còn gọi là lớp không xăm. Mang kiểu dáng độc lạ nhưng cũng không kém phần bắt mắt, Revolve Wheel có kích thước lớn hơn khá nhiều so với những loại bánh xe đạp thu gọn hiện nay. Được thiết kế trên nền tảng cấu trúc lục giác độc đáo, Revolve Wheel có thể thu gọn lại với đường kính giảm xuống chỉ còn 1/3, khoảng 22,6 cm so với kích thước chuẩn. Nhờ vậy, việc tháo lắp và mang vác những chiếc xe đạp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ ứng dụng trên xe đạp, loại bánh này có thể còn được sử dụng trên những chiếc xe lăn dành cho người già và người khuyết tật. 7. Connected Cycle, bàn đạp xe thông minh. Nạn trộm cắp xe đạp trở nên một vấn đề nhức nhối không chỉ tại Việt Nam mà còn xảy ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Để giải quyết vấn đề nhức nhối này, Connected Cycle đã ra đời. Đó là một chiếc bàn đạp thông minh được trang bị GPS và GPRS, chạy bằng năng lượng đạp của người sử dụng. Khi đạp xe, Connected Cycle sẽ tự động theo dõi vị trí, tốc độ, tuyến đường và số lượng calo bị đốt cháy. Lưu trữ các thông tin này trong một ứng dụng để người dùng theo dõi và có kế hoạch rèn luyện hợp lý. Bàn đạp còn tích hợp bộ nhớ riêng để phòng trường hợp người dùng không mang theo smartphone. Và để đối phó với nạn trộm cắp, Connected Pedal sẽ sử dụng GPRS để gửi địa điểm của chiếc xe đạp về cho chủ nhân và cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. 6. Shock Wheel, bánh xe giảm sốc. Bánh xe có lẽ là một trong những phát kiến chứng kiến ít sự thay đổi lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại. Được ghi nhận xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 3500 trước công nguyên. Cho đến tận bây giờ, ngoài trừ vật liệu chế tạo, bánh xe gần như vẫn giữ nguyên hình dạng lúc xưa. Tuy nhiên, con người vẫn mong muốn thay đổi cách mà bánh xe hoạt động. Và chúng ta đã thành công với sự ra đời của bánh xe giảm sốc, Shock Wheel. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy, trong bánh xe có đến 3 bộ phận giảm sốc liên kết với nhau thông qua trục bánh xe, chia bánh xe thành 3 phần bằng nhau. Thiết kế này sẽ giúp giảm rung chấn, truyền đến khung xe và người lái khi đi qua những địa hình không bằng phẳng, cho bạn một chuyến đi nhẹ nhàng và thoải mái. 5. Tiger Lock, khóa xe đạp an toàn. Khóa xe là một thiết bị cần thiết cho những người đi xe đạp, nhưng đôi khi nó rất bất tiện cho người sử dụng. Nhưng điều này lại khác với khóa xe đạp an toàn Tiger. Đây là loại khóa được gắn trên khung xe đạp rất thuận tiện và an toàn.
Chiếc khóa có cấu tạo gồm một thanh titan dài và hẹp, với đầu khóa là một hình trụ bằng thép không gỉ, có thể khóa bằng cách sử dụng một ổ đĩa xoay bên trong. Chiếc khóa có thể dùng để khóa cả hai bánh xe, hoặc có thể vòng qua cột, hoặc vật cố định tại công cộng. Ý tưởng thiết kế được lấy từ khóa hình chữ U thông dụng, và bạn chỉ cần xoay đầu hình trụ. Sau khi đặt hai thanh khóa vào là khóa sẽ được chốt chặt. Hãy đầu tư một chiếc khóa này để bảo vệ an toàn cho chiếc xe của bạn đi nhé. 4. Rivik Review Bicycle Mirror Kit SL15 gương xe đạp đeo tay. Vì những chiếc xe đạp thông thường không có gương nên các nhà sáng chế đã tạo ra một chiếc gương hết sức độc đáo. Nhưng nó không được gắn trên xe mà là đeo trên tay của những người lái xe đạp bình thường và cả những vận động viên. Chiếc gương lồi này có thể xoay 360 độ, giúp bạn có thể quan sát một cách đầy đủ các vị trí khác nhau ở phía sau tầm nhìn trên xe đạp. Mục đích của nó là để đảm bảo an toàn cho bạn. Khi vừa nhìn về phía trước trong lúc di chuyển, nhưng vẫn có thể quan sát được các tình huống phía sau, nhằm tránh các mối nguy hiểm về giao thông. Với thiết kế mới lạ, khi không sử dụng, nhìn vào cái gương trông như một chiếc đồng hồ thời trang. 3. Lock Grip Suspension Full Trail Lock Grip. Lock Grip là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ chiếc xe đạp thể thao nào, vì nó sẽ làm cho chiếc xe đạp của bạn trở nên mạnh mẽ hơn và thoải mái hơn, làm cho cuộc phiêu lưu của bạn trở nên thú vị. Thiết kế thuộc Lock Grip có hai phần, bộ phận mang trục và phuộc, 6 lá composite sợi thủy tinh kết nối hai phần ở mỗi bên. Lock Grip là một cấu trúc hoàn hảo bằng carbon, nó nặng 936g, có thể chịu đựng được trọng lượng 110kg. Lock Grip có thể giúp xe chịu đựng những va đập nhỏ và sự bất thường của những con đường. Thậm chí, khi các bạn đẩy nhanh tốc độ trên những con đường gập ghềnh thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiếc xe và cả người lái, mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt hơn với chiếc xe đạp của mình. 2. Soft Stop Suspension Support Cọc yên nhúng xe đạp. Một chiếc xe đạp đầy đủ phải có những thiết bị đi kèm như chán bùn, gác ba ga, giỏ, đèn chiếu sáng, đệm yên, v.v. cùng với các phụ kiện trang trí giúp xe đạp của bạn lung linh, thời trang, nổi trội hơn khi đi trên đường. Ngoài những thứ kể trên, có những phụ kiện giúp việc đi xe đạp của bạn thoải mái hơn. Nếu bạn là một người đam mê môn xe đạp leo núi, bạn nên biết đến loại phụ kiện cọc yên nhúng dành cho xe đạp. Bạn có thể điều chỉnh độ cao thấp tùy ý, bộ giảm sóc nhúng phía trong bằng lò xo rất êm. Chất liệu bên ngoài được làm từ vật liệu hàng không cao cấp, có độ bền rất cao. Viết phía dưới có thể điều chỉnh độ nhúng tùy ý, sao cho phù hợp với nhu cầu di chuyển của bạn ở các địa hình khác nhau. Vậy chiếc xe đạp của bạn hiện giờ có loại phụ kiện này chưa? 1. Effigie Cavalry ổ đĩa vành đai. Để hỗ trợ cho những cuộc thám hiểm của bạn với chiếc xe đạp địa hình trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, một trong những yếu tố của xe đạp địa hình đã được nghiên cứu và nâng cấp, đó chính là hệ thống ổ đĩa đồng tâm với trục, được thiết kế giống như một hộp số kín. Bên trong gồm hệ thống 3 trục, chứa hai bộ bánh răng cung cấp khả năng chạy tốc độ khác nhau. Mỗi bộ bánh răng có thể được gỡ bỏ và thay thế bằng các miếng đệm bằng nhôm, góp phần làm giảm trọng lượng của xe, cho chuyến đi mạnh mẽ hơn. Với cải tiến này, chiếc xe đạp địa hình có thể mang bạn lên rừng hoặc xuống biển tùy thích. Hãy cho chúng tôi biết bạn suy nghĩ gì về 10 phát minh mới cho chiếc xe đạp 2019. Và bạn sẵn sàng thay thế chúng cho chiếc xe đạp của mình chưa? Nếu thích video hôm nay, hãy chia sẻ để mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.